Xin chào tất cả các bạn. Như đã hứa, em đã quay trở lại với một video thú vị gì đây. Nếu mà có rượu thì buồn nôn. Uống bao nhiêu rượu thì không buồn nôn? Phải một lít cơ mới tỉnh rượu. Video ngày hôm nay sẽ khiến các bạn phải mê, phải say lắm đấy. Không say sao được, thì hãy dành tất cả những giây phút còn lại của video để nói về rượu gạo cơ chứ. Trước hết, em xin mở đầu bằng những bài ca như thế này. Nghe những bài ca này các bạn có thấy quen không nhỉ? Có anh em nào xem tới đây có thèm thì cũng cố gắng kìm nén lại nha. Chờ khi hết dịch thì chúng ta hãy cùng nhau ăn mừng nhé. Đối với người Việt Nam, khi nghe những bài ca uống rượu này thì thấy rất bình thường và quen thuộc phải không nhỉ? Thế nhưng nó lại trở nên lạ lùng với người nước ngoài lắm đấy. Thậm chí có nhiều người nước ngoài đã phải há hốc miệng khi chứng kiến phong cách uống rượu của người Việt. Nhưng họ còn phải ngỡ ngàng, ngật ngửa hơn nữa khi thưởng thức rượu gạo của chúng ta các bạn ạ. Vậy thì rượu gạo của Việt Nam có gì thú vị mà lại khiến cho người nước ngoài phải sửng sốt như vậy nhỉ? Các bạn hãy cùng em tìm hiểu nhé! Trên trang Vespa Adventures đã có hẳn một bài viết về rượu gạo Việt Nam. Tác giả đã mở đầu bài viết bằng cách so sánh những câu ca uống rượu của Việt Nam với phương Tây. Nếu như người nước ngoài uống bia rượu thường chỉ hô 1, 2, 3, cheers một cách nhẹ nhàng, thì người Việt lại hô rất lớn với những câu khẩu hiệu khác nhau. Họ vừa uống, vừa cười nói hăng say trong suốt bữa tiệc. Vespa Adventures đã khám phá ra rằng, khi bạn dự tiệc, đám cưới kiểu Việt Nam hoặc chỉ thưởng thức bữa tối ở một nhà hàng địa phương, chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng trước phong cách uống rượu của người Việt. Khi đi du lịch và gặp gỡ nhiều người dân địa phương, việc bạn được mời uống một chút rượu gạo thì đó là biểu hiện của lòng hiếu khách. Nhưng hãy cẩn thận, vì một chén rượu nhỏ như này thôi, nhưng nó có thể mạnh một cách nguy hiểm. Và tác giả đã phát hiện ra cả một nền văn hóa, lịch sử lâu đời của người Việt đằng sau những ly rượu nhỏ đó. Nấu rượu gạo đã trở thành một nghề gia truyền cho nhiều gia đình Việt Nam. Cô Hoàng, một người đã có 34 năm gắn bó với nghề, chia sẻ. Cha mẹ cô là những người nấu rượu gạo, và ông bà của cô cũng vậy. Nó đã có trong gia đình cô qua nhiều thế hệ, và cô ấy sẽ truyền nó cho các thế hệ sau, giữ gìn truyền thống bền chặt. Quá trình chưng cất khó khăn hơn bạn vẫn nghĩ. Cô thức dậy lúc 4 giờ sáng để bắt đầu nấu xôi, vừa được thu hoạch trên những cánh đồng lúa rực rỡ xung quanh ngôi nhà của cô ở vùng đồng bằng sông Cửu Long kỳ diệu. Sau khi nấu xôi, cô bày những nắm xôi ra khay làm từ lá cọ để nguội. Cho tới khi nguội, cô sẽ rắc men lên cơm và bắt đầu trộn các nguyên liệu bằng tay không. Ngay lập tức, một mùi men ngọt ngào tỏa ra từ chiếc khay đó. Sau khi được trộn kỹ, gạo được chuyển vào vại xanh. Những chiếc vại này có chức năng là nơi chứa gạo trong 3 ngày tiếp theo để lên men. Kết thúc quy trình 3 ngày, chúng sẽ được chuyển sang một chiếc nồi khổng lồ để bắt đầu quá trình trực cất. Và thế là những giọt rượu trắng được tạo ra. Phần nghe thì có thể chúng ta sẽ thấy quy trình nấu rượu cũng đơn giản phải không các bạn? Thế nhưng ẩn sau đó là cả một nghệ thuật luôn đấy. Rượu có ngon hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của người làm ra nó. Những người nấu rượu thường có giác quan rất nhạy bén. Để làm ra được mẻ rượu ngon thì đó phải là sự tổng hòa của thị giác, khứu giác, vị giác. Nói về chất lượng của rượu thì anh cũng không được dành cho lắm. Đành nhờ các tín đồ của rượu phân tích giúp anh nha. Những chai rượu gạo bình dị của người Việt không chỉ xuất hiện trên những mâm cỗ, bàn tiệc ở Việt Nam mà nó đã giành được một vị thế nhất định trên trường quốc tế các bạn ạ. Nếu như Hàn Quốc có soju, Nhật Bản có rượu Czech thì Việt Nam đã có rượu Sơn Tinh. Nếu các bạn còn chưa tin thì để nơi dẫn chứng cụ thể ra đây nhé. Trên trang blog nước ngoài có tên là Salt, tác giả đã dành một bài viết để nói về rượu gạo Sơn Tinh. Đây là một trong những thương hiệu rượu nổi tiếng nhất của Việt Nam. Chủ cơ sở sản xuất rượu này là ông Marcus Madeja, người Thụy Sĩ. Ông đã kết hôn với một cô gái người Việt và gia đình cô ấy đã có truyền thống làm rượu mấy chục năm nay. Từ đây, ông đã được truyền cảm hứng để sản xuất ra những chai rượu tuyệt vời, góp phần làm nên tên tuổi của rượu Việt Nam trên khắp thế giới. Trong năm 2014, trong cuộc thi Asia Spirits Master được tổ chức tại Anh, rượu gạo Việt Nam chính thức được công nhận là một thể loại. 12 hương vị mạnh mẽ được rượu Sơn Tinh kế thừa đã tạo nên sự khác biệt trên bản đồ rượu thế giới. Không chỉ nâng tầm vị thế trong nước, Sơn Tinh đã giành giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi rượu vang và rượu mạnh quốc tế ở London năm 2011 và giành giải bạc cho cả Sơn Tinh Táo Mèo và Sơn Tinh Mỹ Tử. Năm 2012, lần đầu tiên trong lịch sử, rượu được công nhận là một loại chính thức cho đồ uống có cồn của Việt Nam, sánh vai cùng whisky, vodka, rượu gin, rượu rum, rượu bầu đơn, rượu tequila trong danh sách đồ uống có cồn. Giờ đây, Việt Nam đã có được một thương hiệu rượu mang bản sắc văn hóa dân tộc giống như soju của Hàn Quốc hay Czech của Nhật Bản. Với sự nổi tiếng như vậy thì không có lý do gì mà rượu gạo Sơn Tinh lại không lọt vào top 10 thương hiệu rượu Việt Nam được yêu thích trên trang Counter Trip của bạn ạ. Theo đó, trang này đã gợi ý cho du khách những loại đồ uống có cồn đặc sắc của Việt Nam mà bạn nên thử nếu bạn là một tín đồ của những thức uống có cồn.
Sơn Tinh là một thương hiệu rượu gạo cao cấp của Việt Nam. Nó mang theo sứ mệnh thay đổi tầm vóc của rượu Việt trên sân khấu rượu toàn cầu. Nó vừa giữ được nét truyền thống của rượu gạo nhưng lại vừa kết hợp được phong vị của châu Âu. Sơn Tinh là sự kết hợp khéo léo giữa các loại gạo thơm Việt Nam với những loại cây trái đặc trưng của vùng đất nhiệt đới. Mơ vào tháng 4, mận vào tháng 5, táo hồng vào tháng 9 và chanh dây vào tháng 11. Tất cả hòa quyện cùng tinh túy của hạt ngọc trời tạo nên một thức uống đặc trưng. Trong danh sách đó còn có rượu vodka Hà Nội, vàng Đà Lạt, rượu whisky for wild và một loại rượu đặc biệt khác, đó là rượu cần các bạn ạ. Về loại rượu này, phóng viên người Mỹ Adam Ray đã chia sẻ: "Rượu cần là món yêu thích của tôi. Đây là loại rượu đặc trưng của người dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, thường được dùng cho các dịp đặc biệt như đám cưới hoặc tiệc mừng năm mới. Khác với rượu gạo, rượu cần không qua chưng cất, nhưng thay vào đó là dùng gạo nếp đen, thảo mộc, vỏ cây và các hương liệu thiên nhiên được ủ cho lên men trong các bình gốm lớn với thời gian ít nhất 2 tuần. Người ta uống rượu cần bằng những chiếc ống hút làm bằng tre rừng. Loại rượu có nhiều mùi vị của cà phê, mật ong, chocolate, hôi, đinh hương, quế. Ngoài ra, mùi vị của loại rượu này còn phụ thuộc vào những nguyên liệu đặc trưng được thêm vào của mỗi dân tộc. Khi được thưởng thức rượu cần, anh Adam Ray còn bị thu hút bởi không khí uống rượu tại đây. Rất nhiều người quây quần tại nhà rông, cùng ăn uống, nhảy múa và hát hò vui vẻ. Tất cả mọi người từ già tới trẻ, không phân biệt gái trai, sang hèn, cùng nhâm nhi thịt trâu nướng. Và họ đã coi rượu cần như một biểu tượng của niềm vui, tình đoàn kết, là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, có lẽ chỉ sau cây lúa, biểu tượng cho nền văn hóa nông nghiệp, rượu cần là đặc sản phổ biến thứ hai trong cuộc sống của các dân tộc Việt Nam. Vì thế mà nét văn hóa này cần được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên, tới đây thì có một vấn đề được đặt ra là uống rượu sao cho hợp lý. Chúng ta nên sử dụng rượu như thế nào để rượu gạo Việt Nam không bị mất đi ý nghĩa vốn có của nó? Đối với nhiều người, rượu thường bị coi là một chất kích thích không tốt cho sức khỏe. Thậm chí, họ còn có một sự thù hằn đối với thứ đồ uống này. Thế nhưng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khi uống rượu với một liều lượng hợp lý sẽ giúp giảm rối loạn tiêu hóa, phòng trầm cảm, phòng ung thư tuyến tụy, giảm sỏi mật, giảm đau khớp và loãng xương. Vì thế, thông qua video này, anh cũng có một lời nhắn nhủ tới tất cả các bạn. Uống rượu không phải để say, uống rượu để biết đắng cay là gì. Uống rượu không phải để sầu, uống rượu để biết trong đầu nhớ ai. Chứ uống rượu mà 3 ly mũi chảy tới dâu, 4 ly ngồi đầu gục đó, 5 ly cho chó ăn chè, 6 ly vỡ đè có gió thì là hỏng rồi. Nên các anh chị em nhớ nha.